Những kiểu chở hàng bá đạo chỉ có ở Việt Nam. Ở Việt Nam, xe máy là phương tiện giao thông được sử dụng nhiều nhất. Thế nên, người ta tận dụng mọi cách tận dụng để chở hàng, chở người trên xe máy. Trên một diễn đàn ô tô mới đây, tiếp tục chia sẻ chùm ảnh về những kiểu chở hàng, chở người độc lạ duy nhất chỉ có ở Việt Nam. Đây là phiên bản tiếp theo về những Transporter, nhà chuyên chở Việt gây choáng nhất về độ sáng tạo nhưng rõ ràng là vi phạm an toàn giao thông và rất nguy hiểm đến tính mạng. Và thưa các bạn, đây là những chùm ảnh trình diễn tay lái điêu luyện chỉ có ở Việt Nam mà thế giới cũng phải thán phục sự sáng tạo của người dân Việt Nam về phương tiện vận chuyển hàng hóa. Mời các bạn theo dõi chùm ảnh sau đây. Không đụng hàng.